chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái nội dung mới. Bữa giờ mấy ông nói tôi cứ làm tấm kim hoài chán cái kiểu đúng không? Bây giờ tôi làm nội dung mới. Sẵn có dịp là nạp hoàn trả nên là hôm nay mình qua bên server S120 có anh Thế à, ảnh nạp vô 12 triệu luôn. Để cho anh em xem cái nạp hoàn trả này nó như thế nào. Cũng sẵn tiện là bây giờ có được cái bánh mới nè. Hổm gai là nạp hoàn trả lần này là lần thứ 6 rồi. Nó phải thay đổi bánh rồi. Nên là nó ra cái bánh mới. Hồi trước là bánh ít đúng không? Bây giờ là bánh trung thu. Nhân dịp có bánh trung thu là ra bánh trung thu luôn. Đó thì cô sẽ chia sẻ cho anh em về cái quan điểm cá nhân về cái nạp hoàn trả này. Và phân tích xem chúng ta có đáng để chúng ta bỏ 12 triệu ra để chúng ta ăn hết cái event này. Và Vinagame nên làm cái gì đó góp ý cho Vinagame để cho Vinagame muốn có nhiều người người ta nạp hoàn trả thì Vinagame nên chỉnh sửa, nên cho cái thưởng nó như thế nào để hợp lý. Thì cái này chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nha anh em. Tại vì nếu như mà nhiều anh em nhìn vào nói trời có chút xíu mấy cái tinh chú, có chút xíu cái ngũ hành hồng thạch này bỏ 12 triệu ra thì nó quá phí đúng không? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem cô phân tích nó như thế nào nha. Hiện tại cô đang có dịch vụ cắm chain treo quạt. Dịch vụ bên cô có nhiều gói phù hợp với các nhu cầu của anh em. Ví dụ như là gói cắm chain 24/24 và làm full các hoạt động tổ đội, cá nhân, bàn hội. Có thể treo theo tháng, theo tuần hay theo ngày. Cái gói treo theo ngày dành cho anh em bận đi công tác, bận đi du lịch vài ngày. Gói này được nhiều anh em lựa chọn lắm nha. Hay gói chain đêm, anh em có thể lựa chọn thời gian trên đêm theo ý của anh em. Ví dụ như 0 giờ đến 8 giờ sáng hoặc là 0 giờ đến 12 giờ sáng. Hay gói dịch vụ ưu đãi theo team cứng, team mềm. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ có thể liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo Son của cô 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Cô cũng có dịch vụ bi hoạt. Nhiều anh em cũng hỏi về cái dịch vụ bi hoạt này của cô. Thì cái dịch vụ bi hoạt của cô yêu cầu anh em phải tích 8k vàng với lại 4k kim long. Cái này quan trọng nha. Nếu anh em tích không đủ thì cô không nhận vào bi hoạt cho anh em đâu. Sau khi bi hoạt xong thì cô sẽ chia sẻ cái lộ trình để cho anh em có thể tự build trong tương lai. Cái này quan trọng nữa nè anh em. Đó là cái giúp cho anh em hiểu và biết cách tự build hoạt của anh em trong tương lai luôn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo son của cô 0946 496 490. Ngoài cái dịch vụ cắm chain treo hoạt, ngoài cái dịch vụ build hoạt, cô còn có các dịch vụ khác của game Kiếm Thế Origin. Anh em nào có nhu cầu hoặc muốn tham khảo dịch vụ thì có thể liên hệ vô Zalo cho cô. Zalo son của cô 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, ok. Thì chúng ta cũng đã nạp xong rồi anh em. 48k kim long 12 triệu đúng không? Thì trong cái lần này thì chúng ta đã bỏ ra 12 triệu chúng ta ăn mát luôn cái event này. Thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu này, 200, 400 đúng không? Bây giờ khoan nha, bây giờ mình sẽ bỏ cái thằng tinh chú, bỏ cái thằng ngũ hành hồng thạch, cái kiểu con đại điểu bỏ vô hết. Rồi sau khi mà mình nhận hết tất cả thì mình sẽ được bao nhiêu? Đây, ngũ hành hồng thạch đây, được không? Rồi, bây giờ là hết trơn ngũ hành hồng thạch, hết trơn tinh chú rồi. Mình sẽ nhận hết tất cả luôn. Vàng hiện tại của chúng ta đang có, đó chính là 14.345. Đó, bây giờ nhận hết luôn. Rồi, ok chưa? Nhận hết rồi. Bây giờ là chúng ta đã có số vàng là 24.945. Hồi nãy mình là 14.345, mình trừ cho 24.945. Là trong cái event này khi mà anh em nạp 12 triệu, anh em sẽ có số vàng nhận được đó chính là 10.600 vàng. Và chúng ta sẽ có thêm đó chính là 1.550 ngũ hành hồng thạch. Tương đương với là 1.550 vàng đúng không? Này mình quy ra cho anh em dễ hiểu. Rồi tiếp theo là mình sẽ có đó chính là 310 cái thằng tinh chú sơ. 310 nhân cho 5 là 1.550 đúng không? Cộng cho 1.550, vậy tổng cộng tính quy ra vàng từ cái thằng tinh chú sơ và cái thằng ngũ hành hồng thạch nạp 12 triệu, chúng ta
cộng với 10.600 cái số vàng của mình nhận được là chúng ta có tổng là 13.700 vàng. Khi mà chúng ta nạp 12 triệu chúng ta có được 13k vàng cho 13k vàng, 13.700 vàng. 13.700 vàng này nếu như mà anh em có gói kim bảo nè. Nếu như mà anh em nạp hai cái gói mà 6k này, nạp hai gói 6k này. Đó. Nếu như anh em nào mà không có chưa có nạp thì anh em nạp một cái gói 6k thì nó có được là thêm 6k nữa. Mà đang tính đến cái việc mà nó chưa x2 đi ha. Đó, thì anh em phải nạp hai gói là 3 triệu rồi. 3 triệu thì được 12k đúng không? Rồi thêm 500.000 nữa là được 14k. Đó, nãy mình tính sơ sơ là 13.700 là cho 14k thì anh em phải nạp là 3.500.000. Đó, là cái số vàng này nó tương tự giống như là anh em nạp 3.500.000. Đó. Thì cái này ngon hay không? Cái ngon ở đây đó chính là cái này. Điểm tiềm năng và điểm kỹ năng. Cái điểm kỹ năng này nhiều anh em nói trời ơi, có một cấp thôi làm gì chưa quá. Nếu như anh em ăn đủ 5 cái event này, anh em sẽ có 5 điểm kỹ năng. Tương đương anh em sẽ giống như hơn người ta 5 cấp vậy đó anh em. Cái này nó rất là ngon ở cái việc mà chúng ta đang trong cái giai đoạn đầu của server, chưa full hết tất cả cái chiêu. Và nếu như mà anh em có một chiêu nào đó, anh em có 5 điểm kỹ năng mà anh em hơn người ta rồi, thì đây là một cái lợi thế cho anh em. Chưa kể anh em sẽ có một cái bánh để giúp cho anh em tăng cái điểm tiềm năng, tăng 5 điểm tiềm năng. 5 nhân cho 5 cái là hết 25 điểm, đúng không? 25 điểm thì anh em cũng có thể tăng tiến sức mạnh của anh em rất là tốt. Và đối với những anh em nào mà cày chai đầu tư ít thì 12 triệu này rất là lớn, đúng, công nhận. Còn những anh em nào mà đầu tư nhiều, nạp cạc đồ này nọ, anh em có được kim long, đúng không? Có cái số kim long này, anh em có thể mua đồ cho anh em, hoặc anh em có thể bán lại cho những người khác trong bang. Ví dụ như là trong bang anh em, server anh em bán giá nhiều một ca kim long, ví dụ vậy, anh em bán lại thì lúc đó là anh em cũng có thể thu hồi vốn lại cho anh em đó. Nhưng mà cái này là anh em phải bỏ ra 12 triệu, chính bản thân anh em bỏ 12 triệu. Thêm một cái nữa là anh em cũng sẽ có thêm được kiếm tôm nữa, nạp 12 triệu do anh em cũng sẽ được kiếm tôm đúng không? Đó, nhưng mà cái này đối với những người nào mà có được nhiều tiền, người ta có 12 triệu người ta nạp vào, người ta mới ăn được chọn cái hoàn trả này đúng không? Vậy những người nào không có 12 triệu thì không lẽ không có ăn được cái hoàn trả này đúng không? Thì những người đó sẽ có những cái dịch vụ người ta hỗ trợ là anh em phải chịu phí, anh em được nạp vào 12 triệu kim long và sau đó là anh em phải để cho họ lấy 12 triệu kim long người ta nạp. Tại vì dịch vụ của người ta là người ta phải bỏ ra 12 triệu người ta nạp cho anh em, người ta ăn phí cho anh em. Tùy server, có server người ta lấy cái giá này, có server người ta lấy cái giá khác đúng không? Đó, nên là anh em sẽ được, thứ nhất là anh em bỏ ra một cái số tiền nhỏ để cho anh em ăn 12 triệu thì anh em sẽ được là 13.700 vàng giống như nãy cô phân tích. Và cái thứ hai anh em sẽ có được cái móc kim tôm nó nhảy lên, tại vì người ta nạp cạc vô cái hạt của anh em mà. Đó. Còn 48k kim long này do anh em không có bỏ ra 12 triệu, anh em chỉ bỏ ra cái số tiền ít để người ta thuê người ta ăn dịch vụ cho anh em. Anh em được 13k vàng và anh em được kim tôm. Còn cái kim long này người ta lấy lại, người ta thu hồi vốn của người ta, đúng không? Cái đó là đúng chính xác luôn, mình thuê người ta mà, chứ đâu phải là 12 triệu đó là mình bỏ ra đâu. Mình bỏ ra con số nhỏ để mình thuê người ta ăn dịch vụ. Đó, nên là những anh em nào mà anh em không có đủ điều kiện thì anh em cứ sử dụng cái dịch vụ. Nhưng mà anh em phải lưu ý, những cái dịch vụ nào uy tín thì anh em hãy làm, chứ đừng có tham rẻ mà anh em đưa bậy bạ. Tại vì hiện tại Kiếm Thấy Origin của chúng ta không có được cái khóa an toàn bảo vệ, nên là khả năng nếu như gặp những cái dịch vụ mà nó lừa đảo, đúng không, mà nó ăn tiền anh em thấy rẻ quá trời rẻ luôn, đúng không? Đó, anh xong rồi các anh em đưa thôi mày, nó lấy khí linh nè, thấy không, nó lấy kim long, coi như kim long lấy hết, nó lấy những viên đá đồ này nọ cái kiểu đó. Nên là những cái dịch vụ, có dịch vụ uy tín, có dịch vụ không uy tín, anh em đừng có tham rẻ quá mà anh em đưa ạt để cho những cái thằng xấu nó lấy, nó mất ạt của anh em rất là ổn, đúng không? Anh em vừa mất phí, anh em vừa mất ạt nữa, cái đó là quá ổn luôn. Nên là anh em phải biết cái chỗ nào uy tín thì anh em có thể là tham khảo. Còn anh em muốn biết thì anh em cũng có thể nhắn tin vô Zalo cho cô, Zalo son của cô 0946 496 490 để cô có thể tư vấn cho anh em.
Rồi, ok, cái đó là cái hoàn trả thì cô cũng đã phân tích cho anh em. Hồi lần trước á, 5 tháng trước cũng có 5 cái anh em nào mà tham gia được 5 cái đó ở server cũ, anh em có được 5 cái kỹ năng để cho tăng tiến sức mạnh. Bây giờ á thì nó ra cái mới là tháng thứ 6 để cho những anh em nào đã ăn 5 event trước anh em có được cái này, đúng không? Và đây là cái góp ý của cô dành cho Vida Game, hy vọng Vida Game có thể tham khảo cái góp ý của mình. Những cái tinh chú thạch sơ như thế này rất là ngon đối với server mới, thật sự là như vậy. Tại vì 5 vàng thì chúng ta bỏ ra 1k 5 vàng, chúng ta tinh chú là một cái con số mà chúng ta cần phải đắn đo. Tại vì cái thằng cường hóa là huyền tinh của chúng ta có thể 100%, đúng không? Nhưng mà tinh chú nó có tỷ lệ rớt, nên là cái này nó rất là nhiều suy nghĩ dành cho anh em. À, cái này, cái tinh chú này nè, dành cho những server mới thì ok. Những cái server nào mà ra tầm 60, 70, 80 gì đó, đổi đi, đừng có để tinh chú thạch. Người lúc đó người ta đã lên tinh chú chung rồi, tinh chú thạch, tinh chú sơn này, nó chả có tác dụng gì đâu, thiệt luôn á. Đổi lại, hoặc có thể tốt nhất đổi từ đầu server, server mới, server cũ luôn, đổi thành huyền tinh luôn cho tôi đi, thiệt luôn á. Tại vì huyền tinh server nào nó, người ta cũng cần up lên hết trơn á. Còn những cái tinh chú thạch sơn nè, là người ta lên giai đoạn 70-80 người ta cần tinh chú thạch chung với lại cao rất là nhiều rồi. Sơn này không có được bao nhiêu, không có thấm thía được nhiều đó với người ta hết trơn á, không? Còn nếu có đổi á thì đổi cái này là huyền tinh đi. Huyền tinh ví dụ ở cái mốc 5 triệu được cái huyền tinh 7 một viên, là người ta ồ 5 triệu được vàng mà được huyền tinh 7, ồ lời nha, ngon nha, đúng không? Rồi ở cái mốc 12 triệu được 2 viên huyền tinh 7 ví dụ vậy. Đó, để cho những anh em người ta ồ cái thưởng của hoàng trả này nó ngon đấy, thì mình có thể là mình đầu tư vào, đúng không? Ok, được. Đó. Chứ bây giờ cứ cái nào cái nấy cũng chú tinh chú thạch, tinh chú thạch. Cái ngũ hành hồng thạch này mình không nói, ngũ hành hồng thạch này lúc nào mình cũng xài, tại vì mình cần phải tăng cái thằng võ hàm xài phi phong, cái đó mình lúc nào cũng cần tăng cái ấn nữa, đúng không? Đây là cái đó mình không nói. Còn cái thằng tinh chú này là nó cù quá thiệt, có thai là thai quyền tinh đi, tôi nói thiệt. Bây giờ móc bình thường đúng không, cái này đúng không? Đó, quyền tinh ba cũng được, quyền tinh ba bao nhiêu cái đó, nhiều 10 cái quyền tinh ba đúng không, này 20 cái quyền tinh ba, ở này là 40 cái quyền tinh ba đi, ví dụ giả bộ bạn vậy đi ha. Ở cái móc 3 triệu thì sẽ được bao nhiêu đó, cái quyền tinh 5, ví dụ nó tăng lên. Ở móc 5 triệu được một viên cái quyền tinh 7, và ở móc 12 triệu sẽ được hai viên quyền tinh 7. Người ta nhìn vô ồ cái event hoàn trả này thì ngon, người ta sẽ đầu tư vô. Chứ bây giờ tinh chú mà mấy ông mà để cho mấy ông top, mấy ông tinh chú quá trời quá đất nạp vô, người ta chủ yếu là lấy vàng nữa, người ta chơi thôi, chứ tinh chú người ta có làm gì đâu. Đổi không được bao nhiêu đối với những người top người ta ở server cũ hết trơn á. Nên là cái này mình chia sẻ, nếu như bên này em có tham khảo thì hãy đổi đi, thật sự luôn. Bây giờ ra event hoàn trả, nhiều anh em nhắn với cô ơi hoàn trả cùi với cô, mình không hứng thú để mình nạp. Đúng rồi, thì cô nói đúng rồi, đa phần là nạp để ăn cái thằng cái bánh này thôi, lấy điểm kỹ năng. Cái này cô thấy giá trị nhất, còn cái tinh chú này thiệt luôn, thấy cùi thiệt á. Thì cái đó chỉ là cái quan điểm cá nhân của cô là như vậy. Thì không biết anh em có những cái quan điểm như thế nào, anh em có thể comment phía bên dưới, và anh em cũng có thể gợi ý cho cô ơi, nếu như cái nạp hoàn trả này theo như anh em thì những cái móc này nó thay đổi, ví dụ nếu được thay đổi tinh chú thạch nó sẽ là cái gì để thay thế tinh chú thạch, anh em có thể comment phía bên dưới. Còn thêm cái nữa, đối với những cái server mới ra nè, tự nhiên bây giờ không có cái bánh ít, làm sao người ta có bánh ít được? Không lẽ sau này nó ra cái bánh ít nữa hả? Ngờ cái nếu như mà cái ra cái bánh ít này đúng không? Vậy server cũ dư bánh ít thì sao? Đúng không? Nên là Vina Game phải coi lại cái khúc này. Phải coi lại khúc này. Ví dụ những server cũ đi, ra được 5 cái lần rồi đúng không? Đã có 5 cái bánh ít rồi, đúng không? Thì bây giờ ra cái bánh mới, cho người ta lựa chọn một cái rương, một sử dụng bánh ít, hai sử dụng cái bánh trung thu. Đó, một trong hai, server cũ server mới đều vậy. Đó, rồi thêm cái nữa là cái thằng tinh chú thạch đổi thành cái huyền tinh đi, nó sẽ ok hơn. Tại vì mình đã nạp vô, đa phần anh em nạp vô là nạp kim long, đúng không? Đã cho kim bảo thì cho cái huyền tinh nó sẽ là đẹp nhất, huyền tinh với lại ngũ hành hồng thạch. Đó là cái ý kiến của mình là như vậy.
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.